Thông tin chính thức về Trấn Thành ở Người Ấy Là Ai 2023. Trấn Thành liệu có tiếp tục đồng hành cùng Người Ấy Là Ai 2023 đang là điều khán giả hết sức tò mò. Tối ngày 16 tháng 5, trên fanpage chính thức của Người Ấy Là Ai, mùa năm 2023 đã công bố thông tin chính thức về MC của chương trình. Theo đó, Trấn Thành sẽ tiếp tục đồng hành cùng Người Ấy Là Ai. Năm nay, Trấn Thành đã ngồi ở vị trí host cùng Người Ấy Là Ai xuyên suốt 4 mùa. Với sự dẫn dắt khéo léo và những màn tung hứng pha trò hóm hỉnh, nam mắc ca từng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Trước đó, Châu Bùi cũng là cái tên khiến mọi người quan tâm không kém khi chương trình xác nhận cô xuất hiện tại vị trí cố vấn Người Ấy Là Ai. Mùa năm 2023, lần trở lại này, chương trình còn công bố thêm một sự thay đổi mới mẻ. Theo đó, ban cố vấn của từng tập sẽ có đặc quyền bảo vệ cực phẩm mà họ cho rằng phù hợp với nữ chính nhất. Đặc quyền này sẽ được sử dụng ở vòng 1 hoặc vòng 2 và chỉ dùng một lần duy nhất ở mỗi tập. Cực phẩm được ban cố vấn trao đặc quyền bảo vệ sẽ hiển nhiên có mặt ở vòng tiếp theo và có thêm cơ hội để tìm hiểu, chinh phục nữ chính. Người Ấy Là Ai? Mùa năm 2023 sẽ chính thức lên sóng lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2023. Trên kênh VA Channel, HTV2, VIG3 và Beyond.